sẽ chào các bạn thể. Hôm nay mình sẽ có một chương trình hoàn toàn mới có tên là giải đáp 10 vạn câu hỏi vì sao. Đây là câu hỏi đầu tiên mình ra cho các bạn, đó là tại sao con người lại có rốn. Nhưng mà lúc đầu chúng ta sẽ đi thăm một nhà một bạn nhỏ, đó tên là Minh. Bạn ấy, lúc bạn ấy nặng được hình người thì bạn ấy đã ra khoe ông. Thì ông bạn ấy nói là con người phải cần thêm rốn thì mới giống được. Nên là ông cầm cây bút chì chấm vào ở giữa bụng của hình người. Đây là đã trở thành một cậu người, một hình người rất là đẹp. Đây là, và tiếp theo cậu ấy lại hỏi ông là: ông ơi, tại sao con người lại có rốn? Ông bảo, ông cậu ấy bảo là con người có rốn tại vì lúc đầu em bé vẫn chưa được sinh ra, nên là từ một giọt máu ở trên rốn của mẹ thì đã truyền ra của em bé, và bà mụ đã nặn hình và đã hóa phép để cho em bé được hình thành ở trong bụng mẹ. Đây là chúng ta sẽ thấy ở trong cái rốn của em bé sẽ có truyền qua rốn của mẹ. Thế là khi bác sĩ đưa em bé ra ngoài thì sẽ chỉ hình thành, bác sĩ sẽ cắt cái rốn của mẹ truyền qua em bé thì em bé đã có được một chiếc rốn ở ngay giữa bụng. Còn câu hỏi thứ hai.